Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trong phim Trương ngàn năm mới đăng ảnh, lộ ảnh đi Mỹ cùng vợ. Thiếu gia Phan Thành mới đây đã có động thái mới nhất trên trang cá nhân của mình. Dù không đứng chung khung hình nhưng dân tình đều ngầm biết anh chàng 8X đang đưa vợ xinh đẹp ngao du đất Mỹ. Phan Thành được biết đến là thiếu gia nước tiếng đất Sài Thành, là con trai cả của một đại gia nổi tiếng Sài Gòn. Thiếu gia 8X từng có khoảng thời gian ăn chơi khét tiếng với các mối tình chân dài và hàng loạt siêu xe khủng. Tuy nhiên kể từ sau khi lấy vợ vào tháng 1 2021, chàng thiếu gia sinh năm 1989 dường như trưởng thành, chững chạc và sống kín tiếng hơn. Trên trang mạng xã hội, hiếm lắm mới thấy Phan Thành đăng tải hoạt động mới. Cả hai từng có một đám cưới hoành tráng được dân tình lẫn truyền thông chú ý vào tháng 1 2021. Mới đây, chàng thiếu gia gây chú ý khi có động thái mới trên trang cá nhân sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Cụ thể, Phan Thành đăng tải hình ảnh mới của bản thân và đặt lại ảnh đại diện là hình ảnh đang vi vu trời Âu. Trong ảnh, nam thiếu gia đeo kính đen, mặc quần áo dài vì thời tiết lạnh, anh ghi điểm vì vẻ ngoài điển trai, điềm đạm theo thời gian. Hình ảnh mới nhất vừa được nam thiếu gia đăng tải trên trang cá nhân. Anh chàng tắm ít đang vi vu xứ cờ hoa cùng cô vợ hot girl xinh đẹp. Được biết hiện Phan Thành đang tung tăng tại xứ Mỹ cùng bà xã xinh đẹp Primy Trương. Trên trang cá nhân của mình, bà xã anh cũng có hàng loạt hình chụp tại cùng địa điểm với chồng và nhiều nơi nổi tiếng khác tại Mỹ. Dù không đứng chung khung hình nhưng dân tình đều ngầm hiểu đôi vợ chồng đang đưa nhau vi vu trời Âu vô cùng hạnh phúc. Primy cũng đăng tải hình ảnh check-in cùng địa điểm với chồng thiếu gia. Trước đó cả hai hiếm hoi xuất hiện cùng một khung ảnh do bà Primy Trương của thiếu gia 8x đăng tải. Cặp đôi hạnh phúc check in chơi đùa cùng nhau tại đồi núi tuyết đặc trưng của xứ sở Kim Chi. Dù đã là ông bố bà mẹ một con, song hai vợ chồng Phan Thành, Brimmy Trương vẫn rất mực nhí nhảnh. Cả hai vẫn thường đưa nhau vi vu du lịch khắp nơi như một cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Trước đó cả hai cũng đã đưa nhau đi Hàn Quốc du lịch nghỉ dưỡng. Tháng 10 2022, Brimmy Trương hạ sinh quý tử đầu lòng. Tuy nhiên người đẹp sinh năm 1992 hoàn toàn kín tiếng, không chia sẻ bất kỳ điều gì cho đến khi em bé đã tròn một tháng tuổi. Từ ngày lấy vợ tiểu thư, Phan Thành tỏ ra phong thái của một người đàn ông có gia đình và có trách nhiệm. Hình ảnh ăn chơi đã được thay thế bằng sự điềm đạm, chững chạc của một ông bố bỉm. Vào những thời khắc quan trọng, thiếu gia 8 ít mới đăng tải các khoảnh khắc bên con trai, gia đình và bạn bè thân thiết. Phan Thành cùng vợ đón quý tử chào đời vào cuối năm 2021, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc hân hoan. Cô vợ danh giá xinh đẹp là lý do khiến Phan Thành ngày càng chững chạc, được khen ngợi phong độ và trưởng thành hơn. Primy Trương được biết đến là một tiểu thư giàu có với gia thế không thua kém nhà chồng. Cô nàng là ái nữ của vị giám khảo quyền lực Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cô Xuân Trang. Người đẹp chính ít sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng toát lên vẻ quý tộc, chững chạc. Primy Trương được cho là lý do khiến chàng thiếu gia mê đắm và thay đổi hoàn toàn kể từ sau khi yêu mình. Cô nàng liên tục đăng ảnh vi vu khắp các quốc gia, mẹ một con vẫn trẻ trung, năng động và xinh đẹp như gái đôi mươi nhân sắc ngọt ngào thanh tú của con dâu gia đình hào môn khiến nhân tình trầm trồ dù rất mực kín tiếng về chuyện hôn nhân gia đình nhưng qua hàng loạt ảnh được ái nữ của cô xuân trang đăng tải nhân tình đều ngầm hiểu độ hạnh phúc của cặp đôi hiện tại chúc gia đình nhỏ của cả hai sẽ luôn hạnh phúc tràn ngập tiếng cười nhé còn bạn bạn nghĩ sao về cặp đôi này chia sẻ ngay với tin mới nhất nhé đọc thêm bài viết hay tại tin mới nhất bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo